chuyển dịu dàng của chất liệu, sự phá cách ấn tượng của các chi tiết. Cực ảo thì xu hướng váy cưới mùa xuân 2017 như gợi cảm và kiểu diễm hơn gấp bội. Xuất hiện ồ ạt trên các sàn diễn cưới xuân 2017, váy cưới kết hợp với áo trùng vai được lấy cảm hứng từ áo giải kết, điển hình là các nhà mốt như Miriam Winkler, Indo Distan, Diaros, Tepolis, London hay Monique Niffer. Tùy theo độ dài ngắn và chất liệu khác nhau, dáng váy này đặc trưng che phủ vai, mang lại sự kín đáo, sang trọng, che lấp được nhược điểm của bờ vai thô hoặc quá gần gũi. Jenny Blackman đưa vào bộ sưu tập, còn Oscar Di Herita lại sử dụng các loại áo chế vai nổi bật. Thiết kế của chữ V sẽ sâu, váy cưới của chữ V đã không còn quá xa lạ với nhiều người, nhưng của chữ V sẽ sâu xuống bờ ngực và gần tới rốn của các cô dâu khoe được thân hình mảnh mai, làm khuôn mặt đầy đặn hơn được các nhà mốt lan xê trên sàn diễn váy cưới xuân 2017.